Zippo sưu tầm, xin chào anh em nha. Hôm nay em có một số mẫu giá mềm phục vụ cho anh em nha. Mã số 1, cây đầu tiên là một cây Zippo Tritium si bụi 2021. Cây này qua sử dụng rồi nha, qua sử dụng rồi. Tritium 2021, tình trạng qua sử dụng còn đẹp nha anh em, chưa gắn mớp. Ruột trùng năm 2021, trùng năm lệnh một tháng nha, AF ruột rất là đẹp nha. Những cái dòng đời mới này thì đa số sử dụng rất là ít. Cây này thì em xin phép giao lưu là 350 nha, 350 si bụi chống chày chích chôm, mã số 1 350. Mã số 2 là một cây 2022 qua sử dụng, cốt đồng phủ sơn tĩnh điện. Cây này thì chán anh em xả ra màu đồng nha, rất là tiện nha, xả ra màu đồng zin nha. 2022 ruột tháng 1 năm 2023, lệch đúng một tháng nha anh em. Cái này là anh em nhìn cái năm thì lệch năm thôi, nhưng mà thật chất lệch đúng một tháng, bỏ tháng 12 năm 2022. Cây này thì em xin phép giao lưu là 370 nha, 370 cho mã số 2. Mã số 3 là một cây rất là đặc biệt, một cây mạ bạc Silverlet, một đáy cái đóng Silverlet bản xuất đi châu Âu nha, sản xuất năm 03. Có cấn đây xíu. Cây này đầu đời số thì nó vẫn còn sử dụng chung cái bản lề la mã nha anh em. Thích hợp cho anh em chăm thuốc hoặc là sưu tầm nha, cái dòng Silverlet này thì giờ trên thị trường nó cũng ít nha. Thì thường cái dòng ở bên Nhật nó mạ bạc, nó không có đóng Silverlay, còn cái dòng này xuất đi châu Âu sẽ đóng chữ Silverlay nha, mục đích Silverlay. Ruột trùng 503, khác tháng ha, tháng 12 và tháng 2 ha, lệch 10 tháng. Cây này thì em xin phép giao lưu là 500 nha, 500 mã số 3, 500. Mã số 4 cho anh em là một cây Satin đời 05, Satin si bụi chống chày, chống bấm vân tay, có cắn đây xíu ha. Satin si bụi chống chày, chống bấm vân tay. Đây trên nắp cũng có cắn tí xíu luôn. Cây này thì anh em xài sử dụng rất là ok, ruột B02C, lệch 1 tháng. Cây này thì em xin phép giao lưu là 370 luôn nha, 370. Kế tiếp là một cây 04 này vẫn còn xài chung với bản lề đời La Mã nè, đậu 04 hình xấu nha, anh em không thích thì em có thể tẩy ra cho anh em nha. Tẩy ra là nó 04 chrome HB, 04 chrome HB, rất là đẹp. Những cây đầu đời số này thì anh em xài chất lượng như La Mã nha, ruột 04 luôn, trùng tháng 5 luôn. Tỷ lệ trùng tháng 5 thì nó chỉ có khoảng 5% thôi. Thì cây này mã số 5 thì em xin phép giao lưu là 400 nha, 400. Mã số 6 là một cây Zippo tẩu sản xuất 2018, trên nền phủ sơn hấp nhiệt, trên nền rát nha, đáy lõm nội địa Mỹ 2018 tẩu nha. Con này là con tẩu, ngoài này có phủ lớp sơn thì có cái dấu tẩu, và bên đây là cái ruột tẩu nha, ruột tẩu xài lửa ngang, qua sử dụng rất ít nha anh em. Ruột trùng năm 2018 luôn, trùng năm khác tháng, qua sử dụng rất ít. Cây này thì em xin phép giao lưu là 450 nha, 450 cho anh em chăm tẩu, chăm thuốc lào rồi ha. Mã số 6 450. Mã số 7 cho anh em là một cây Zippo La Mã 1997, đáy có cắn dâm ha. Còn cái chủ đề này là chủ đề chủ cũ, dán lên em không biết. Em lem dán nha, mặt sau thì nó hơi xước nhiều nha anh em. Đó, nó xước nhiều. Bản lề zin ha. Cây này thì có dâm tí xíu đây. Đó, mấy cái điểm dâm em quay kỹ cho anh em xem hết rồi nha. 1997. Em lem chủ cũ dán. Ruột trùng năm 1997 luôn nha anh em.
trùng 1997, 13 La Mã. À, ruột này 1998. Ruột này 1998 nha anh em, 1998 14 La Mã là 1 năm nha. Cây này thì em xin phép giao lưu là 550 thôi, 550 cho anh em thôi. 550. Anh em giao lưu thì 550 cho mã số 7. Mã số 8 là một cây bản kỷ niệm 50 bang của nước Mỹ nha. Đây là đồng xu nguyên zin khắc ăn mòn zin hãng nha. Sản xuất 1999. Cây này thì nó cũ quá rồi. Cái bản lề nó rất là xấu rồi nè. Quá xấu. Cây này thì bản lề nó rất là xấu rồi. Cây này thì giao lưu về cho anh em, anh em nào khéo tay thì mua về thay cái bản lề nữa nha. Còn không thì để vẫn xài bình thường nha. Nhưng mà cái bản lề nó hơi mòn quá thôi. Chủ đề zin hãng, em lên zin hãng nha anh em. Ruột trùng 1999 luôn. Cái này em xả cho anh em là 400 thôi nha. 400 cho anh em đồng xu zin hãng theo máy 1999 luôn nha. 400 cho anh em về anh em dọn lại. Cây này là một cây si bụi 2023, tháng 4 2023 qua sử dụng liền lạc, chưa cắn mớp nha, chưa cắn mớp luôn, 2023 mới chát, ruột gần như mới luôn nha anh em. Ruột này mới chỉ chăm xăng có một lần hai lần nữa. Một lần xăng thôi. Ruột trùng năm 2023. Cây này thì em xin phép giao lưu là 350 nha, 350 cho anh em mình chăm thuốc, 350 thôi. Gần như là mới luôn. Đây là một tới cái mã số 10. Mã số 10 đây là một mã Black A mạ nha, mạ crom đen và in hình sói trên nền crom đen. Sản xuất 503. Cái dòng này thì nó vẫn còn xài cái bản lề zin của cái đời La Mã nha. Qua sử dụng liền lạc, mặt sau này có xước ha. Chưa cắn mớp. Con này qua sử dụng cũng rất là ít nha, bên trong lòng nắp nè. Cây này thì em xin phép giao lưu là 400 nha. 400 cho mã số 10. 400. Mã số 11 ngày hôm nay là một cây xước zin hãng 2017. Xước zin 2017. Cái này là xước zin hãng nha, chứ không phải người ta tạo xước nha anh em. Qua sử dụng cây này thì xài nó không sợ chày, chưa có vệ sinh luôn. Ruột trùng, ruột trùng năm luôn. Lạp một tháng nha, ICK nha. Cây này thì em giao lưu với anh em là 350 thôi, 350. Cây cuối cùng mã số 12 của ngày hôm nay là một cây Black A sản xuất 505 qua sử dụng nha. Mạ crom đen, cái này là chủ cũ khắc nha. Mạ crom đen bóng. 05 mạ crom đen bóng, thích hợp cho anh em về chăm thuốc. Cây này thì ruột trùng 05 luôn. Âm thanh tương đối hay nha. Con này thì em xin phép giao lưu là 380 thôi, 380 cho anh em về chăm thuốc thôi. Mã số 12 380. Rồi, tất cả các mẫu mã hôm nay em lên, anh em thích mẫu nào thì liên hệ em qua hồ sơ nha. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều shipper sưu tầm hơn phục vụ anh em. Em cảm ơn anh em rất nhiều.